đang theo dõi tác phẩm Mặt Thật của tác giả Bùi Tấn, được thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org năm 2023. Người đọc Vũ Đình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bài toán của anh Nhân. Hồi ấy ở Việt Bắc, các thế lực chính trị của anh Nhân, tức ông Trường Chinh, còn khá là khiêm tốn. Vai trò của đảng còn chưa sâu, chưa rộng. Trên báo Nhân Dân, trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, rất hiếm hoi khi người ta nghe đến Trường Chinh, chủ tịch hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác, tên công khai của đảng khi đảng đã vào hoạt động bí mật từ cuối năm 1946. Vai trò của chính phủ kháng chiến là sâu và rộng. Tổ chức của chính phủ rất gọn, nhẹ. Các bộ trưởng, thứ trưởng phần lớn là các chuyên gia, trí thức. Trong đó số còn ở ngoài đảng có thực quyền không phải là ít. Đó là các ông Phan Anh, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Tạ Quang Bủ, Trịnh Văn Bính, Lê Đình Thám, Hoàng Minh Giám, Trần Duy Hưng, Phan Kế Toại, Lê Văn Hiến, Đặng Phúc Thông, Nguyễn Văn Nguyên, Tôn Thức Tùng, Trần Hữu Tước, Trần Công Tường, Trần Đại Nghĩa, Hồ Đắc Chi. Ông Bùi Tấn cũng sai nốt. Trần Công Tường là đảng viên cộng sản trong phái đoàn đảng Nam Bộ ra miền Bắc, trong số đó có cả Bảy Trấn. Còn ông Phan Anh là đảng viên chính hiệu được đảng phân công chim mồi, không đảng phái. Sự phân biệt giữa đảng viên với người ngoài đảng còn rất nhẹ nhàng. Trên đây chỉ có ông Lê Văn Hiến, Trần Đại Nghĩa được dư luận biết là đảng viên, nhưng được chọn dùng như là trí thức chuyên gia. Lúc ấy ở miền Nam cũng theo tinh thần giống như ở miền Bắc, chính quyền mới ở Nam Bộ được tuyển chọn trong những trí thức yêu nước khá xuất sắc. Đó là ông Phạm Văn Bạch, chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam Bộ, từng đậu tiến sĩ luật học và cử nhân văn khoa ở Pháp về, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, tốt nghiệp y khoa Paris, giáo sư toán học Phạm Thiều, giáo sư văn học Ca Văn Thỉnh, giáo sư vật lý Đặng Minh Trứ, được đào tạo ở Pháp, kiến trúc sư Nguyễn Tấn Phát, nhà luật học Trần Công Tường, kỹ sư Nguyễn Ngọc Nhật và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích, tốt nghiệp trường Bách Khoa Paris. Kỹ sư công nghiệp Kha Vạn Cưng, nhà luật học Phạm Ngọc Thuần, anh ruột của đại tá Phạm Ngọc Thảo, luật sư Thái Văn Lung, vân vân. Ông Phan Văn Chương, đốc phủ sứ Sài Gòn nổi tiếng về am hiểu luật pháp và thanh liêm, cũng tham gia chánh quyền mới. Trần Văn Giàu, một trí thức từng học và hoạt động ở Pháp, cũng từng là bạn học của Maurice Thorez Pháp và Progito Nam Tư ở trường đào tạo cán bộ của Đệ Tam Quốc tế ở Moscow, bị coi là Việt Minh mới, bị cánh Việt Minh cũ của Đảng Cộng sản Đông Dương dèm pha và hạ thấp do tư tưởng bè phái và thành kiến. Họ chê trách Trần Văn Giàu đủ thứ, từ thành phần xuất thân địa chủ, không quan tâm đến số cán bộ cộng sản bị tù ở Côn Đảo để đưa về đất liền sớm, quá thân thiết với tướng Nguyễn Bình, nguyên là đảng viên Quốc dân đảng chuyển sang Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông Giàu còn bị lên án là có xu hướng thân Nhật khi chủ trương lập Thanh Yên Tấn Phong, do ông Phạm Ngọc Thạch làm thủ lãnh chung và luật sư Thái Văn Lung là thủ lãnh ở Sài Gòn gia định. Ông không bị tù từ nước ngoài về nên lẽ tất nhiên là bị những người cộng sản chuyên nghiệp ở trong nước dè chừng và không tín nhiệm. Khi quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Nam tiến với thế chẻ tre, hai nước cộng sản sắp lập được thế liên hoàn một giải, ai nấy đều phấn khởi. Người phấn chấn hơn cả chắc hẳn là anh Nhân. Ai đã tiếp thu tư tưởng Mao sớm nhất, sau nhất, rõ ràng nhất, ai cũng biết ông Trường Chinh mang bí danh anh Nhân hoặc anh Thuận, là người đọc kỹ Trì Cửu Chiến,
Tân Dân chủ luận hai tác phẩm vào loại kinh điển chủ nghĩa Mao và viết ra cuốn Kháng chiến nhất định thắng lợi và bàn về dân chủ mới, việt hóa cả nội dung và hình thức tư tưởng của Mao. Việc copy này quá là lộ liễu, cứ theo y như Tào, cuộc kháng chiến chia ra làm 3 giai đoạn, phòng ngự, cầm cự và tổng phản công. Về sau không thể định rõ nổi là ở Việt Nam giai đoạn cầm cự bắt đầu từ bao giờ và từ thời gian nào thì giai đoạn tổng phản công. Cũng cần chỉ rõ cái tên Trường Chinh tức đã làm cho ông Mao và cận thần của ông ta gật gù khoái chí, vì cuộc vạn lý Trường Chinh là đặc sản Trung Hoa, là kỳ công của Đảng Cộng sản Trung Quốc rút lui từ vùng Trung Nguyên lên phía Tây Bắc để bảo toàn lực lượng. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương mang tên rất là Cộng sản Trung Quốc, còn gì hơn nữa. Cùng phấn chấn đặc biệt với ông Trường Chinh để đón chào Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩ đại là các ông Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, những cán bộ đảng chuyên nghiệp kỳ cựu trưởng thành từ các nhà tù đế quốc, không được học tập văn hóa có hệ thống, không có một nghề chuyên môn nào ngoài cái nghề làm cách mạng. Cùng loại với số người trên là ông Lê Thanh Nghị ở Liên Khu 3, ông Hoàng Văn Hoang ở Liên Khu 4, ông Nguyễn Duy Trinh ở Liên Khu 5, ông Lê Đức Thọ ở Nam Bộ, ông Trần Quốc Hoàng ở vùng quanh thủ đô Hà Nội, ông Đỗ Mười ở vùng đường số 5, ông Phạm Hùng ở Nam Bộ. Họ là những đại diện cho Trung ương ở các địa phương, làm công tác đảng chuyên nghiệp, không có nghề chuyên môn, cũng chỉ có nghề duy nhất là làm chính trị. Họ nhìn những người trí thức thật bằng những con mắt định kiến cố hữu của những người cách mạng vô sản, chuyên nghiệp, nghĩa là theo con mắt của Mao. Trí thức đồng nghĩa với lập trường tiểu tư sản hoặc tư sản, đồng nghĩa với không vững vàng hay dao động. Họ luôn phải cải tạo, rèn luyện theo gương sáng của người cộng sản. Nếu không, hiểu biết của họ không có giá trị bằng. Xin lỗi các bạn, đây chính là chữ của Mao. Cuộc phân, vì phân còn có thể có ích, bón ruộng, chứ trí thức dở hơ của các người thì chỉ có hại. Do định kiến với giới trí thức, họ định kiến luôn đối với cả tri thức của nhân loại, khinh thị tri thức khoa học tự nhiên, tri thức kỹ thuật, cái gốc của căn bệnh chủ quan, duy ý chí, coi chính trị là thống soái, chính trị quyết định tất cả. Cứ đảng muốn làm mọi việc điều thành, bắt nguồn từ thái độ cơ bản thấy của những người hoạt động cách mạng vô sản chuyên nghiệp, vốn không có học vấn có hệ thống. Ông Nguyễn Khắc Viện có lần than vãn và nhận định, nền chuyên chính vô sản không đáng sợ bằng nền chuyên chính vô học của những người vô học, khinh thường trí thức. Cũng cần nói thêm, chính do không có học vấn thật sự nên họ áp dụng chuyên chính vô sản một cách máy móc và tai hại, đến độ Marx và Engels có sống lại cũng còn chỉ biết kêu trời một cách kinh hoàng. Có thể nói nhóm người sùng bái Mao Trạch Đông làm cách mạng vô sản chuyên nghiệp đã tận lực vươn dậy, giành chính quyền theo kiểu cách của họ thông qua cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất, và nhất là thông qua cuộc chỉnh đốn tổ chức tiếp theo đó. Họ có thế mạnh của cách mạng Trung Quốc đang toàn thắng, của đội ngũ cố vấn Trung Quốc ào ạt song sang. Họ được họ sùng bái như những phái viên đặc biệt của Mao Chủ tịch. Họ sớm nhận ra cái thời cơ thuận lợi, sự chần chừ không mặn mà của ông Hồ Chí Minh đối với cải cách ruộng đất không cản bước được họ. Họ thắng thế khi ở đại hội đảng lần thứ 2, họ đưa được tư tưởng Mao vào điều lệ của đảng, chính thức hóa, hợp pháp hóa lập trường của họ. Họ thực hiện một kiểu mini tạo phản theo lời dạy của Mao, người mà họ bắt đầu coi cao hơn ông Hồ.
có thế lực mạnh hơn ông Hồ, vì chính ông Hồ cũng ngợi ca hết lời Mao. Ở đại hội đảng lần thứ hai, họ còn giành được thắng lợi lớn về tổ chức. Trung ương đảng và bộ chính trị được bầu ở đại hội gồm phần lớn những nhà hoạt động cách mạng vô sản chuyên nghiệp, những đồ đệ trung thành tự nguyện của ông Mao. Một bước ngoặt diễn ra mà ít ai nhận thấy rõ. Mao từng nói giành chính quyền là điều cơ bản nhất. Giai cấp nào, đảng nào, cho đến phe phái nào giành được chính quyền thì giai cấp ấy, đảng ấy, phe phái ấy sẽ có được tất cả quyền lực, quyền uy, chi phối tương lai, nắm hưởng đặc quyền, đặc lợi. Ý đồ xấu xa của anh nhân và những nhà cách mạng vô sản chuyên nghiệp được thực hiện. Các nhà trí thức kỹ thuật tham gia chính quyền trong chính phủ kháng chiến và trong bộ máy từ trên xuống dưới bị thải loại dần, bị vô hiệu hóa, bị hạ xuống vai trò tượng trưng và trang trí. Những thực quyền họ từng sử dụng tuột dần khỏi họ. Các cuộc chỉnh huấn trong cải cách ruộng đất đã bôi nhọ mặt mũi họ, sỉ vả miệt thị họ, làm chính họ cũng mất hết tự tin, bị mặc cảm nặng nề về tội lỗi là đã do nền giáo dục đế quốc nhòi sọ, nhường chỗ cho những cán bộ xuất thân từ công nông với đường lối tổ chức, lấy công nông làm cốt cán. Bị thải loại khỏi chính quyền, họ rời chính quyền để nhận việc ở đảng Dân Chủ, ở đảng Xã Hội. Hai đảng được nói là bình đẳng với đảng Lao động Việt Nam trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng trên thực tế chỉ là một tổ chức quần chúng loại 2 của đảng. Nếu họ còn ở một vị trí chính quyền nào đó, dù là bộ trưởng, thì thực quyền cũng tuột khỏi tay họ. Họ phải hỏi, thực tế là xin ý kiến của một vị thứ trưởng, là ủy viên trung ương đảng, là bí thư đảng đoàn, hoặc là bí thư đảng ủy, từ những chủ trương lớn cho đến những việc nhỏ nhất. Tình hình sau cải cách ruộng đất là thế. Điều tệ hại này chưa bao giờ được công nhận là sai lầm để sửa chữa. Bi kịch nỗi đau của các ông Hoàng Minh Giám, Bộ trưởng Văn hóa, Nghiêm Xuân Yêm, Bộ trưởng Nông nghiệp, Nguyễn Vãn Huyên, Bộ trưởng Giáo dục, Đặng Phúc Thông, Bộ trưởng Giao thông, Vũ Đình Tụng, Bộ trưởng Y tế, Trần Đăng Khoa, Bộ trưởng Thủy lợi, Phan Anh, Bộ trưởng Ngoại thương, Tạ Quang Bủ, Bộ trưởng Đại học, Phan Kế Toại, Bộ trưởng Nội vụ, không phải là bi kịch cá nhân, không nói lớn hơn nhiều, đó là bi kịch của cả một chế độ, một đất nước mất hết cái hồn dân tộc của chính mình, một đất nước buộc phải đặt cược tương lai ở những con người Tây Tàu nào đó, các cụ râu ria nào đó, từ Mark Engels đến Stalin, Mao Trạch Đông, trong tay những nhà cách mạng chuyên nghiệp miệt thị trí thức, thành quả trí tuệ của loài người. Không có ánh sáng quý báu nhất ấy, đất nước vẫn hành quân hoài trong tăm tối, và nhân dân thân yêu của chúng ta phải trả giá, phải hứng chịu tất cả. Có thể nói đất nước một thời gian dài vừa qua nổi lên là anh hùng trong cuộc chiến tranh giành độc lập, mặt khác lại bị nghiền nát bởi một nền chuyên chính vô sản theo kiểu Stalin và Mao Trạch Đông. Một nền chuyên chính nếu không phải là vô học như ông Nguyễn Khắc Viện đặt ra một cách hớn hỉnh thì cũng là một nền chuyên chính rất thiếu học thức và văn hóa. Một chính quyền mà những nhà trí thức chân chính tài giỏi chẳng kém gì đồng nghiệp ở các nước láng giềng, chỉ ở những vị trí chầu rìa, những kẻ sĩ lỡ làng ôm hận cho mình, cho giới mình và cho đất nước bất hạnh của mình.